Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Tính đến hết tháng 4, tỉnh Hòa Bình có 667 dự án ngoài ngân sách nhà nước. Số dự án đầu tư trong nước chiếm gần 94% tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 420 dự án đã đi vào hoạt động, chiếm 60% tổng số dự án. Có 27% dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, nhưng cũng có đến 11% dự án chậm triển khai so với kế hoạch. Tuy nhiên hiện nay khó khăn lớn nhất trong công tác thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước là công tác giải phóng mặt bằng chậm, thủ tục đầu tư còn kéo dài. Tỉnh Hòa Bình đang đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án, trong đó tập trung vào các lĩnh vực mang tính thế mạnh của địa phương, tăng cường đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp để tạo quỹ đất sạch, quyết tâm cắt giảm 30% thời gian làm thủ tục hành chính, đồng thời đồng hành cùng với các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, từng bước phục hồi sản xuất. Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các địa bàn vùng đặc biệt khó khăn, thời gian qua tỉnh Hòa Bình đã tập trung huy động nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn. Giai đoạn 2018-2021, tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh là trên 3.900 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay các xã thuộc diện khu vực đặc biệt khó khăn còn chiếm 39% tổng số xã phường thị trấn. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã đặc biệt khó khăn chưa bằng 1/2 so với mức bình quân chung của tỉnh. Cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nhiều nơi chưa đáp ứng được nhu cầu. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình đang tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Trong đó, mục tiêu đề ra là ưu tiên đầu tư cho các xã khu vực đặc biệt khó khăn, tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là vấn đề giao thông nông thôn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trong các dự án sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Phấn đấu năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số bình quân giảm từ 1,5 đến 2%. Năm 2022, toàn tỉnh có 32 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ hướng dẫn các huyện thành phố triển khai kế hoạch thực hiện chương trình OCOP ở địa phương theo hướng dẫn của Trung ương ban hành cho giai đoạn 2021-2025, thường xuyên kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện tại địa phương, tổ chức đoàn công tác kiểm tra đánh giá duyệt ý tưởng để lựa chọn sản phẩm tiềm năng, tránh trường hợp các sản phẩm nhỏ lẻ, manh mún, thiếu tiêu chuẩn sản xuất an toàn. Đối với các sở ngành là thành viên hội đồng thẩm định tỉnh, tiếp tục lồng ghép tăng cường tập huấn, hỗ trợ các địa phương công tác quản lý sản phẩm OCOP, kiểm tra việc tuân thủ các cam kết về chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Trung tâm xúc tiến thương mại và du lịch tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP vươn ra thị trường trong và ngoài tỉnh, hướng đến xuất khẩu, hoàn thành đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Các huyện gửi hồ sơ và văn bản đăng ký tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh về Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh trước ngày 10 tháng 10 năm 2022. Ngày 7 tháng 5, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình khám tư vấn và phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn là hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn và trao tặng 30 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó có thành tích học tập tốt, mỗi chiếc xe trị giá 1,7 triệu đồng. Tại chương trình, 24 y bác sĩ và sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tham gia khám bệnh như đo huyết áp, siêu âm, điện tim, da liễu cho hơn 1.000 bệnh nhân. Thông qua buổi tư vấn khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí nhằm giúp người dân chưa có điều kiện đi khám tại các cơ sở y tế có thể sớm phát hiện các loại bệnh, đặc biệt là bệnh nguy hiểm để có biện pháp điều trị kịp thời. Đây là hoạt động ý nghĩa với người dân trên địa bàn xã, góp phần chia sẻ khó khăn với bà con. Từ đó tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, thalassemia còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh là do tan máu di truyền. Bệnh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể, nên bệnh nhân phải điều trị suốt đời. Nếu không được điều trị thường xuyên, đầy đủ, sẽ có nhiều biến chứng, làm bệnh nhân chậm phát triển thể trạng, giảm sức học tập, lao động, tuổi thọ thấp. Nhân ngày thalassemia thế giới 8 tháng 5 có phóng sự, tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về bệnh tan máu bẩm sinh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cháu Bùi Hải Yến, ở xóm Trình Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc. Năm nay 13 tuổi, cũng là 13 năm, cháu phải sống chung với căn bệnh tan máu bẩm sinh. Do điều kiện cuộc sống khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa,
nên cháu Yến ở với bà ngoại. Đều đặn mỗi tháng một lần, bà ngoại lại đưa cháu lên bệnh viện đa khoa tỉnh để truyền máu. Việc đi lại cũng gặp khó khăn. Tùy vào tình hình sức khỏe, thời gian truyền máu của cháu Yến cũng khác nhau, có đợt phải ở lại vài ngày ở bệnh viện. Nhìn cháu Yến hồn nhiên, thơ ngây, nhưng cháu đang mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh. Cháu sẽ phải chung sống với nó suốt cả cuộc đời. Đi truyền máu hàng tháng cho cháu, thì các bác sĩ chăm sóc cho cháu thì cũng khỏe lại thì cháu cũng về đi học được với các bạn. Năm 2010, tỉnh Hòa Bình bắt đầu các hoạt động can thiệp giảm mắc bệnh tan máu bẩm sinh tại cộng đồng. Người bệnh tan máu bẩm sinh được quản lý 4.900 lượt người, điều trị cho trên 2.600 lượt bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Hiện nay tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trung bình có khoảng 15 đến 20 bệnh nhân tan máu bẩm sinh nằm điều trị. Cao điểm có tới 30 bệnh nhân nằm tại khoa một ngày. Hiện tại có khoảng 200 bệnh nhân đang điều trị. Ngoài số bệnh nhân này, trên thực tế còn nhiều bệnh nhân điều trị tại Viện Nhi Trung ương hoặc nhiều bệnh nhân không điều trị vì khó khăn. Có những bạn thì có thể một tháng đến truyền đến 2 lần, có những bạn thì cũng truyền đến 1 lần. Tùy từng tình trạng thể bệnh mà em bé nhu cầu truyền máu khác nhau. Ở hai huyện có số lượng bệnh nhân cao nhất, quản lý tại khoa nhi thì có Lạc Sơn và Kim Bôi, rất đông. Bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền. Nếu không được phát hiện, điều trị, ngăn chặn sớm, sẽ lan từ đời này sang đời khác, ảnh hưởng đến tương lai của gia đình dòng họ và dân tộc. Người bệnh tan máu bẩm sinh sẽ phải sống chung với bệnh cả đời. Bệnh không thể chữa khỏi mà chỉ can thiệp bằng các biện pháp y tế để giúp người bệnh điều trị. Để nâng cao kiến thức, thái độ và hành vi của người dân về phòng bệnh tan máu bẩm sinh, công tác truyền thông tư vấn phòng bệnh tan máu bẩm sinh được các ngành chức năng quan tâm. Để hưởng ứng cái ngày mùng 8 tháng 5, ngày Thalassemia Thế giới, với cái chủ đề của năm nay đó là chung tay đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh vì tương lai giống nòi, thì các cấp các ngành cũng đã tổ chức nhiều các cái hoạt động truyền thông phong phú, như các cái hội thảo, như các cái cuộc nói chuyện chuyên đề về cái bệnh này, rồi các cái phóng sự, các cái bài viết. Và một cái hoạt động nữa là chúng tôi đang tổ chức triển khai thực hiện, cũng như là trong tháng 5 này chúng tôi mở rộng cái mô hình xét nghiệm phòng bệnh tan máu bẩm sinh ở tại các cái trạm y tế của 4 huyện, đó là Lương Sơn, Cao Phong, Lạc Thủy và Yên Thủy. Và cái mục đích cuối cùng của cái mô hình này đó là giúp cho người dân có thể tiếp cận gần nhất với cái xét nghiệm, đó là ở tại trạm y tế. Để không sinh ra những đứa trẻ bị bệnh tan máu bẩm sinh, cần tiến hành song song tư vấn tiền hôn nhân và công tác chẩn đoán trước sinh. Người mang gen bệnh cần được phát hiện sớm, được tư vấn về di truyền ngay từ khi chuẩn bị kết hôn cũng như khi bắt đầu mang thai. Vì vậy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và sàng lọc gen bệnh tan máu bẩm sinh là rất cần thiết nhằm đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 khi nắng hè trải vàng trên khắp các tuyến phố, những tiếng ve ngân nga hòa cùng tiếng trống trường cũng là thời điểm hoa phượng vĩ bừng lên sắc thắm. Hoa phượng thường gắn với tuổi học trò, mùa hoa phượng nở cũng là mùa các em học sinh lớp 12 rời xa mái trường cấp 3 để đến môi trường học tập mới, ước mơ mới. Tất cả sẽ mãi trở thành ký ức không thể nào quên. Ve kêu, phượng bắt đầu nở, cũng là khi một mùa thi mới lại đến. Là khi cảm xúc chia ly của những bạn học trò cuối cấp dâng trào. Mùa hạ về, trong ồn ã sôi động của tiếng ve, nơi sân trường rộng rãi, dưới những gốc phượng già đỏ, cánh hoa rơi, bạn bè cùng nhau vô tư chơi đùa, trò chuyện, ôn bài. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, bao mùa phượng đến rồi đi. Những giờ học cuối cùng của năm, ai cũng mang trong mình tâm trạng hồi hộp lo lắng khi mùa thi đã cận kề, xen lẫn với cảm xúc khó tả khi sắp phải rời xa mái trường, thầy cô và bạn bè thân yêu. Trải qua 3 năm gắn bó ở trường thì bây giờ sắp phải rời xa mái trường, có rất là cái nhiều kỷ niệm cả vui cả buồn ấy ạ. À. Có một chút gì đấy tiếc nuối và buồn ạ. Em mong muốn là sẽ đỗ vào một trường đại học
tầm phù hợp với bản thân, và mong muốn tất cả các bạn đều sẽ có thể thành công và đạt được ước mơ của mình ạ. Theo những mùa phượng vĩ, nhờ sự chỉ dạy tận tình của thầy cô giáo, nhờ sự nỗ lực trong rèn luyện học tập, bao thế hệ học trò đã trưởng thành. Cấp 3 luôn là khoảng thời gian rất quan trọng trong đời mỗi cô cậu học sinh. Đó là thời gian để mỗi cô cậu học trò có thể tích góp cho mình kỹ năng và kiến thức, chuẩn bị hành trang để sẵn sàng bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời, lựa chọn cho mình một hướng đi trong tương lai. Đây cũng là thời gian mà mỗi em học sinh có những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thanh xuân, vui tươi, hồn nhiên bên bè bạn. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, các em sẽ phải bước vào kỳ thi vô cùng quan trọng, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng được ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, được vui chơi cùng bạn bè thầy cô. Những phút giây bên nhau càng trở nên thiêng liêng và trân quý. Trong quá trình công tác và cũng chủ nhiệm các bạn được 3 năm ấy, thì cũng nhìn thấy các bạn lớn lên, khôn lớn và trưởng thành. Giảng dạy các bạn cũng như là ý thức các bạn thì thấy tiến bộ lên rõ rệt. Cô trò cũng có rất là nhiều những kỷ niệm đẹp, và ước mơ mong muốn của mình thì các bạn sẽ thực sự có nhiều sức khỏe và thực sự tự tin và trau dồi thêm nhiều kiến thức để chuẩn bị bước vào một kỳ thi tới, kỳ thi vô cùng quan trọng đối với các bạn. Không biết từ bao giờ hoa phượng được gọi là hoa học trò. Có lẽ đó là loài hoa luôn gắn với những kỷ niệm buồn vui, hồn nhiên, tinh nghịch, giận hờn vu vơ của một thời cáp sách tinh khôi. Mùa hè đến, in dấu tháng năm của tuổi học trò với biết bao kỷ niệm. Để rồi ngày chia tay, động lại là hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên má và những cái ôm thật chặt không muốn rời xa. Tiếng ve gọi hè làm gợi nhớ cho chúng ta biết bao kỷ niệm về mái trường, nỗi nhớ thầy cô và bạn bè. Tất cả mãi trở thành ký ức không thể nào quên. Lan tỏa cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19:45 tối hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi, có mưa rào, nhiệt độ 23 đến 32 độ. Khu vực phía Nam tỉnh mây thay đổi, có mưa rào, nhiệt độ 23 đến 31 độ. Khu vực phía Tây tỉnh mây thay đổi, có mưa rào, nhiệt độ 23 đến 31 độ.